It is secured hay là it is security. Mình thấy chúng ta đang rất là quan tâm về chủ đề này, nhưng thực ra còn một vấn đề đáng quan tâm hơn nữa, đó là việc tranh cãi của bạn sinh viên với cô giáo của mình có thật sự phù hợp hay không. Giáo dục ngày nay khác với giáo dục truyền thống ở chỗ, đó là khuyến khích học sinh đặt câu hỏi nhiều hơn, phản biện nhiều hơn thay vì là chỉ ngồi yên một chỗ tiếp thu. Tuy nhiên, cái việc phản biện nó chỉ có giá trị khi thỏa mãn điều kiện này, đó là không gây ảnh hưởng tới người trong cuộc và cả những người xung quanh. Thứ nhất, đối với người trong cuộc, mình không biết là sau cuộc đối thoại đó thì các bạn sinh viên tiếp thu được thêm bao nhiêu kiến thức, nhưng cả bạn sinh viên và cô giáo đã trở thành chủ đề cho rất nhiều người bàn tán, cười đùa, thậm chí là công kích. Như vậy là cả hai người trong cuộc đều đã bị ảnh hưởng. Thứ hai là việc phản biện này nó chỉ hoàn toàn bình thường nếu như trước cái buổi phản biện và bạn đã xin phép trước lớp và cô giáo, là thắc mắc của mình có thể lấy mất của lớp và cô giáo tầm khoảng 10 tới 20 phút và đã được sự đồng ý của cả lớp và cô giáo. Nếu không thì rất nhiều bạn sinh viên khác đã bị mất thời gian cho cái phần phản biện của bạn mà bản thân họ không nhận được quyền lợi gì cả. Tại đây Quỳnh vẫn khuyến khích các bạn học viên, đó là dám phản biện, dám đặt câu hỏi. Tuy nhiên, nếu như Quỳnh là các bạn học viên đó, sau khi đã đưa ra cái thắc mắc của mình và sau khi cô đã giải thích mà Quỳnh vẫn không hiểu, thì Quỳnh sẽ xin phép cô một vài phút ở lại cuối giờ để cô có thể giảng giải kỹ cho Quỳnh hơn. Tương tự, nếu như Quỳnh là cô giáo đó, sau khi giải thích như vậy mà bạn vẫn không hiểu, thì Quỳnh sẽ đề xuất bạn học viên đó ở lại tới cuối giờ để mà mình có thể giảng lại cho bạn học viên đó kỹ hơn. Nếu mà sau 5-10 phút mà bạn vẫn không hiểu, thì Quỳnh sẽ hướng dẫn bạn những cái tài liệu để bạn có thể tự nghiên cứu, tự tìm hiểu thêm. Và cái câu hỏi đó nó có thể trở thành cái chủ đề cho cái bài học ngày hôm sau. Như vậy thì tất cả người trong cuộc và cả những người xung quanh không ai bị ảnh hưởng và đều nhận được quyền lợi hết, đúng không mọi người?